Hi, chào mừng các tình yêu đã trở lại cùng với series học hát bài hát tiếng Hàn cùng với Wonder. Và ngày hôm nay sẽ là một bài hát thực sự rất là đình đám và có lẽ là gắn với cả tuổi thơ của rất là nhiều người. Bài hát Lies của TARA, 거짓말, là một bài hát thực sự rất là đáng yêu luôn. Bài hát này là một bài hát mà vào luôn từ điệp khúc, cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau học hát luôn đoạn điệp khúc nha. Ở cái đoạn điệp khúc này thì nó sẽ xuất hiện những cái liên quan đến chuyên đề về câu gián tiếp. Thì cái này mẹ Hú chưa từng có cái vlog nào về cái chuyên đề câu gián tiếp này bởi vì nó khá là cồng kềnh. Thì ở đây chỉ có muốn chia sẻ với mọi người một chút xíu thôi, đấy là chúng ta thấy rằng 거짓말 này là một danh từ. Thì đứng ở phía trước của nó đây là một phần định ngữ thuộc về câu gián tiếp, tức là đầy đủ của nó sẽ là 사랑한다는 말. Thì 사랑한다 là câu trực tiếp. Đó, và thêm nân vào 말 thì nghĩa là lời nói rằng là yêu em. Đó, thì mình sẽ thấy ở đây là gì ạ? 거란 này, 온단 này, rồi sau này sẽ có mà lan này các thứ, thì mình sẽ chỉ cần vứt cái nền này của nó đi thôi. Thế là mình sẽ ra được cái câu trực tiếp của nó nhé mọi người nhé. Rồi, thế thì bây giờ mình có câu đầu tiên là gì? Anh nói rằng là anh yêu em. 보고 싶을 거라. 보고 싶을 거예요. Đúng không? Khi mà mình chia tay một người nào đó, mình sẽ nói là gì? Oppa, 보고 싶을 거예요. Em sẽ rất nhớ anh. Ví dụ như thế ạ. Anh nói dối. Ở đây là gì ạ? Lời nói dối của anh đấy ạ. Ni 거짓말 là nê nhưng mà phát âm là ni trong lời bài hát. Lời nói dối của anh nói rằng là anh sẽ nhớ em. Và anh nói rằng là gì bây giờ khi anh ra đi á, thì 다시 돌아온다. Đúng không ạ? Quay trở về. Anh nói dối rằng là anh sẽ quay trở lại với em. 모두 다 거짓말이야. Tất cả đều là lời nói dối của anh. Đó. Tương tự như vậy ở khổ 2 thì sẽ là anh nói dối rằng anh sẽ bảo vệ em, đúng không ạ? Và gì ạ? No opsi một săn tả. Cái này là diện động từ sai tả là sống, nhưng mà khi mà đi vào với cả trong câu trực tiếp như thế này thì nó sẽ thành là săn tả như thế này. Dạng đuôi câu trong thể văn viết ạ. Các tình yêu hãy tham khảo clip về đuôi câu trong thể văn viết của mẹ Hú tìm ở trên YouTube nhé. Rồi, 이렇게 떠나가면서, công thức ngữ pháp ư miền sau là vừa làm gì vừa làm gì. Anh vừa nói những lời như vậy mà anh vẫn vừa hành động một cách khác biệt đi như vậy, đúng không ạ? 떠나다 là rời đi, 버리다 là vứt bỏ. Anh vừa thì anh vẫn cứ thế ra đi, anh vẫn cứ thế vứt bỏ em. Vậy mà anh còn hứa hẹn gì với em nữa? 왜 내게 약속했니? 내게 tức là 나에게, đúng không ạ? Rồi, ni là đuôi câu hỏi. Anh hát cả đoạn này nhé. 사랑한단 거짓말 보고 싶을 거란 네 거짓말 다시 돌아온단 네 거짓말 모두 다 거짓말이야 우후후후 지켜준단 거짓말 나 없이 못 산단 네 거짓말 말 이렇게 떠날 거면서 날 버릴 거면서 왜 내게 약속했니. Đó là một số những phần lưu ý về phát âm cũng đã trình bày rồi. Là mình hết phần điệp khúc nhá. Mình qua vào lời 1 này. 너 아니면 난 안 돼, 안 돼. Nếu như mà không có anh thì không được. 너 아니면 정말 싫은데. 싫어. 너 아니면 싫어, đúng không ạ? Không phải có anh thì là không phải anh thì em không thích cái điều đấy, em ghét lắm. 왜 자꾸 날 떠밀어. 자꾸 này học rất nhiều lời bài hát rồi ạ, đúng không ạ? Sao anh cứ để em ra hoài như vậy? 떠밀다. 밀다 là đẩy, 떠밀다 là đẩy xa ra khỏi mình. 왜 내 손을 놓으려 해. Vì sao mà anh lại cố gắng, anh muốn buông tay em. Ở đây dịch là muốn nhưng thực ra công thức ư đều của ha tà này có nghĩa là gì ạ? Định làm gì thế? Ý định thôi đúng không? Tại sao anh cứ có ý định là để buông tay em ra như vậy? Đó. Hát cả đoạn này nhé. 너 아니면 난 안 돼, 안 돼. 너 아니면 정말 싫은데. 왜 자꾸 날 떠밀어. 왜 내 손을 놓으려 해. Đấy. Và lời 2. 어쩌다가. Người ta hay nói là 어쩌다. Đó. Ở đây là gì ạ? Không hiểu. Người ta lược cái mồ lan này đi rồi. Không biết là từ khi nào mọi thứ nó ra cái chuyện như thế này. Đó. 이러면 안 되는데. Em biết là không thể để như thế này được. Em biết rằng là 안 될 거. Em biết rằng không thể như vậy được. Nhưng mà 나는 너를 보낼 자신이 없어. Ở đây người ta đã lược cái 너를 đi rồi đúng không ạ? Và ở trong lời bài hát của những tập trước thì cũng đã nói rồi là 보낼 tàn này có nghĩa là gì ạ? Để cho ai đó ra đi. Nhưng ở đây thì mình có dịch sẵn cho các bạn. Ở đây là gì ạ? Không đủ can đảm để rời bỏ. Trà xin này thực ra là gì ạ? Không có một cái sự tự tin, không tự tin rằng là mình sẽ có thể sống được nếu như mà không có người ta. Thế cho nên là nó là không tự tin, nhưng mà mình sẽ dịch là không đủ can đảm để rời bỏ ai đó, đúng không ạ? Dịch như vậy cho nó hay thôi. Không phải là mình sẽ dịch word by word. Thì khổ 2 này sẽ là gì? 어쩌다 이렇게 된 건지 어쩌다 이런 건지 이러면 되는데 안 될 거라는데 난 보낼 자신이 없어 hoặc là người ta sẽ có thể hát thành cái này là 널 보낼 자신이 없어 tùy nhá, hát thành cái nào cũng được. Sau đó hát lại đoạn điệp khúc 1 사랑한다 거짓말 hay là y hệt đoạn kia đó, và đến dạo giữa này O L I I 왜 날 아프게 만들어 O L I I 왜 날 슬프게 만들어 거짓말이라고 말해달라고 애원해도 소용없다고 나는 어떻게 어떻게 네가 가면 난 어떻게 아, 라이 왜 날 아프게 만들어 깨 만들다 hoặc là kê ha tà tức là gì? Làm ra cái điều gì đấy, đúng không ạ? Gây ra cái điều gì đấy. Tại sao anh lại làm cho em đau? Tại sao anh lại làm cho em buồn? Kojimarirago maretalago. Talago này là dạng gián tiếp và cái maretalago này khi mà mình chuyển về dạng trực tiếp thì nó sẽ là marechuseo, marecho. Kojimarirago marecho. Xin anh hãy nói cho tôi biết rằng là tất cả những lời anh nói là nói dối đi. Ewonetu soyongoptago, ewonhata. Lời bài hát cũng có khá nhiều luôn. Xin xỏ, cầu xin. Soyongopta vô nghĩa. 그렇게 하지 마. 소용 없어. Đừng có làm như vậy. Vô nghĩa thôi. Ví dụ như thế nhá. Đó. Thì bây giờ nếu như mà anh ra đi thì em phải làm sao? Nói chung là mẹ Hú thì không giỏi về đọc rap đâu, nhưng mà những cái đoạn vừa rồi đấy đọc tạm tạm mọi người chịu khó nghe tạm tạm vậy, sương sương vậy nha. Rồi mình hát sang lời 2 ạ. 원래 그런 사람이었니. Ni. Và vốn dĩ anh là người như thế nào? Vốn dĩ là người như nào, người ta sẽ dùng trừ thời quá khứ vào đây ạ. Ví dụ như là khi mà mình xem phim Chuyện tình Song Kiêng Quan á, khi mà chị con gái đấy chị giả cả dai để đi học á, thì khi mà rơi xuống nước xong thì anh bạn thân phải vớt lên, xong là bóp tim ngoài lồng ngực như thế này, hít hà thế này, xong là bóp và thấy ôi sao nhiều tí thế, ôi biết là con gái. Thế là khi mà chị tỉnh dậy thì là anh mới hỏi, anh mới hỏi chị là yoiniosor, hóa ra là nữ nhân à, yoiniosuna ví dụ như thế. Cũng không nhớ rõ cái thoại trong phim đấy là như nào, nhưng mà đại ý là vốn dĩ là như vậy. Thì hoặc là người ta nói là gì, ôi cứ tưởng mẹ Hú là người Hàn Quốc, hóa ra là người Việt Nam à, thì là ô Vietnam saramiosor. Hoặc là gì cả, ôi cứ tưởng mẹ Hú là kiểu trai thẳng tưng, hóa ra là 3D à, 3D giả sơ, ví dụ như thế nhá. Đó. 차갑게 떠난 사람. 차갑다 một cách lạnh lùng đúng không ạ? Còn nếu mà bây giờ mình nói là gì ạ? Mình lạnh thì mình sẽ nói 춥다. Nói lạnh này lạnh quá. Tắt bẹ điều hòa đi. Rồi. Ao chua. Anh vốn dĩ là một người ra đi lạnh lùng như vậy ư? Vậy thì anh thực sự là quá là mất nét rồi. Anh thực sự là quá tồi. Một tê tà này, nếu mà bình thường mình dịch trong dân dã đời sống mình sẽ dịch là mất nét đúng không ạ? 난 정말 못됐어. 난 정말 나빴어. 나 이렇게 울려놓고. Đó, thì ở đây mình lưu ý rằng là gì ạ? Trong mai là ba, cái này là L nhá. Nối cái này vào thành cái L. Rồi, ok. Và cái phần mà biến âm mình thấy rằng là khi mà Niên đứng trước Riul hoặc Riul đứng trước Niên thì cũng sẽ đều phát âm thành chữ L. Thế nhưng mà đấy là những cái tip mà mình đưa ra để mình thấy rằng những cái này nó rất là phổ biến ở trong đời sống thôi. Còn có rất là nhiều những cái từ mà nó sẽ không ứng dụng như vậy đâu. Thì cái đó nó sẽ là ngoại lệ mọi người ạ. Không phải là những cái vlog mà mẹ Hú đưa ra về bí quyết về phát âm á, thì nó là phải là 100% là phải follow như vậy đâu. Ví dụ như là một số những cái từ như này, ví dụ như cái từ này là one room này, cái này là one room tức là gì ạ? Phòng khép kín chẳng hạn, thì nó sẽ phát âm là one room. Người Hàn người ta phát âm cũng chả biết là vì sao đâu. Hoặc là ví dụ như từ online chẳng hạn, online như thế này, khi mà người ta viết sang tiếng Hàn thì là online như thế này, thì họ vẫn phát âm là online đó. Chứ cái này thì nó không có quy tắc, chả hiểu là vì sao. Thế cho nên là gì, các bạn đừng có thắc mắc quá nhiều nha. Các bạn bảo là ôi dồi ôi, các bạn cứ kiểu xem vlog của mẹ Hú xong là kiểu tôn mẹ vlog của mẹ Hú như kiểu làm thánh vậy đó, là cái gì cũng phải đúng và cái gì mà nó không đúng như vậy là kiểu có hỏi mẹ hoài. Mà đó là cái đấy nó là những cái gọi là tip và nó là những cái trường hợp nó phổ biến thôi, còn sẽ có những cái là ngoại lệ thì mình phải để ý cái đấy nhá. Không có hỏi nhiều đâu, mệt mỏi lắm mà. Ok. Này hiroke, cái này mình phát là mình chữ hi đi. Này hiroke ulionok khô. Nhớ này, cái này nục khô nhá. Động từ đi với ao nụt thà là gì ạ? Làm ra một cái gì đấy để ở nguyên cái tình trạng như vậy. Ý ở đây là gì ạ? Ulio nục khúc hà. Tại sao mà anh lại có thể mất nét đến cái mức độ mà làm cho em khóc rồi anh vứt em ở lại và anh bỏ đi như vậy á? Ý là như vậy trong cái lời bài hát. Thì ngữ pháp động từ đi với ao nụt thà hoặc ao thù tả là nằm ở trong bài số 5 của tiếng Hàn tổng hợp 4. Đó, hát lại đoạn này nhá. 원래 그런 사람이었니. 차갑게 떠난 사람. 넌 정말 못됐어. 넌 정말 나빴어. 날 이렇게 울려놓고. 사랑한다 거짓말. Là hát lại cái đoạn này. Đó. Sau đó thì đến nhạc So Kenny này là mình sẽ lên tông và mình hát lại cái đoạn sau nè. 이렇게 떠날 거면서 날 버릴 거면서 왜 내게 약속했니 떠나가란 거짓말 là lên tông. Ở đây sẽ là gì ạ? Câu gốc đó là 떠나가라, là câu mệnh lệnh đấy. 떠나가, anh đi đi. 돌아보지 마라, anh đừng có nhìn lại. 다시 찾지 말라, anh đừng có mà tìm lại tôi nữa. Đúng ạ, đấy là lời nói của tôi ạ. Nè coi chim mà tôi nói và thì ạ mô tu ta có chim mà thì à, tất cả những lời nói đấy của tôi cũng chỉ đều là lời nói dối thôi. Ý tôi là anh đừng đi. Đúng không? Ý anh là gì? Ý tôi là anh hãy quay lại đây đi. Ý anh hãy tìm lại tôi đi á. Đó, ở đầu bài chúng ta thấy rằng người đàn ông người ta bỏ đi, người ta nói dối một người con gái rằng là sẽ quay trở lại. Còn khi một người con gái giận hờn thì một người con gái nói rằng là anh cút bẹ anh đi, thì thực ra là lúc đấy là cũng chỉ là người con gái nói dối thôi, chứ còn người con gái thì vẫn luôn luôn luyến lưu cái mối tình của mình. Đúng không ạ? Mình hát đoạn này nhá. 떠나가란 거짓말 돌아보지 말란 내 거짓말 다시 찾지 말란 내 거짓말 모두 다 거짓말이야 날 잊으란 거짓말 날 잊으란 nói là gì ạ? 나를 잊어, anh hãy quên em đi, người hãy quên em đi. Hôm nay mình sẽ làm một cái vlog phân tích cái lời Hàn của cái bài người hãy quên em đi này nhá. 우리 다 끝났다, 다 끝났어, nhớ kéo âm nhá. 우린 다 끝났어, chúng mình hết thật rồi. Đúng không? Ví dụ mình nói hết rồi, giờ chia tay đi. 우린 다 끝났어, chúng mình hết rồi. Đúng không ạ? Em cũng chỉ nói dối vậy thôi. 아무리 생각해봐도, dù em có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì em cũng cảm thấy rằng là em không thể nào mà sống nếu như thiếu anh đâu. Đó, thì xin anh hãy quay trở lại đây với em đi. Đó. Và cái amuri với cả cái tô này, mệnh đề nhượng bộ này cũng sẽ xuất hiện ngay trong đầu của tập sau thôi. Đấy là cái tập mà chúng ta sẽ hát bài Pogoshipta của anh Kim Bum Soo. Đó, ngay câu hát đầu tiên của cái bài đấy luôn. Mình trở lại bài này một chút xíu nhá. Hát đoạn là 2 này. 날이 지난 거짓말 우린 다 끝났단 내 거짓말 아무리 생각해봐도 너 없이는 안 돼 다시 내게 돌아와. À, ok, và mình đến đoạn rap. 나 죽을 것 같아. 나 죽을 것 같아. Cảm giác là muốn chết đi được. Mình chỉ là muốn chết thôi. Chúng ta không phải là mình mong muốn là mình chết, mình cảm thấy là sắp chết rồi, đúng không ạ? 네가 없이 아무것도 못해. Rồi, khi mà không có anh thì em không thể làm được gì. Amukoto này có hẳn một vlog của mẹ Hú rồi ạ. Trong series nói tiếng Hàn hay như mẹ Hú, mời tham khảo lại. Không làm được bất cứ một cái gì cả. Na ulkiman he. Em chỉ biết khóc thôi. Kiman ha tả gắn vào sau động từ ạ. Chỉ làm một cái gì đấy. Cái này thì là xong ở trong hình như là trong tập trong bài số 3 tiếng Hàn tổng hợp 3. Mọi người xem lại nhé. Tiếp theo nữa là 이별이란 말에 인정을 못해. 인정, 인정 nghĩa là công nhận. Nó ví dụ nó là gì? Ê, mày có thấy là mẹ Hú á 3D nhưng mà nhiều khi trông cũng rất là thẳng không? Injong, công nhận, ví dụ như vậy. Đó, thì injong một thể, không thể công nhận, không thể chấp nhận, không thể đón nhận một sự thật rằng là 이별이다, rằng là chúng ta đang chia tay. Đó, và to 가슴이 아파, em lại đau tim đớn đau. 이러다가 정말 미칠 것 같아. 같아, đúng không? Trong văn nói thì hay nói thành 같아. Và nếu mà cứ như thế này, 이러다가, đúng không? Hoặc 이러다가는 cứ theo cái đà này thì chắc là em phát điên lên mất. Chế ba lê ghê tô đà quá là chế ba lẻ, chắc này sẽ l nhá, giống như cái nguyên tắc vừa nãy chúng ta vừa nói. Chế ba lê ghê tô đà quá, tức là chế ba lái ghê tô đà quá đấy ạ. Đọc lại cả một đoạn này xem nào. Na chu cứ có cắt thẻ niga opsi amukoto motte na ulkiman he iberiran mari inchoko motte to kasumi apa irotaga 정말 미칠 것 같아 제발 내게 돌아와 다시 내게 돌아와. Đó, thì là cái đoạn rap này thì thường thì khi mà đọc rap người ta hay đọc méo méo đi, cả thế thì đấy, chứ một thế cái gì đấy thì cái này là tùy theo cá tính của mỗi người nhá. Thì trong clip tiếp theo, trong ngày thứ 6 tuần này chúng ta sẽ cùng nhau đến với em một cái bài hát nó rất là da diết và rất là nổi tiếng và cũng được rất là nhiều người order. Và cái phiên bản này của riêng ca sĩ Kim Mong Su cũng là một bản hay, nhưng mà có một cái phiên bản nữa song ca cùng với cả một chị nữa mà béo béo ạ, Kim Ta Hy hay cái gì đấy, mọi người thử lên tìm mà xem. Phiên bản song ca thực sự rất là xuất sắc luôn, mọi người hãy tìm nghe bài đó trước khi mà chúng ta bắt đầu vào tập tiếp theo nhá. Đừng quên theo dõi Facebook và đăng ký 2 kênh YouTube của mẹ Hú. Hẹn gặp lại các tình yêu trong những clip lần sau. Thôi giật bậy đi anh em ơi.